Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, trong ban tổ chức chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay ngày 6 tháng 10 2000, nhằm ngày 11 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần Phật lịch 2566, chánh định vô cùng hoan hỷ được chư tôn đức trong ban tổ chức cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện và vắng mặt đang theo dõi trên chương trình livestream Facebook. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Về với đạo tràng, đại chúng Phật tử chúng ta, sáng hôm nay chánh định xin chia sẻ một bài pháp có cái tựa đề là Đến Đi Thành Thản. Chúng tôi chọn cái đề tài Đến Đi Thành Thản là ý của chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái thông điệp là chúng ta đến với cuộc đời này và ra đi khỏi cuộc đời này thật nhẹ nhàng và thanh thản. Vì có nhiều chúng sanh đến đây rồi dính mắc để rồi khi ra đi á, nó không còn thanh thản. Cho nên chúng tôi hay nói một câu rằng là sống như thế nào, sống bao lâu không có quan trọng, mà chúng ta phải sống sạch và chết cũng sạch. Đó mới là điều đáng sống. Khi ta sanh ra đời, mọi người cười, ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ta chết đi, mọi người khóc, ta mỉm cười. Như vậy thì đến đi của cuộc đời này làm sao để cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng? Thưa với quý vị, bản chất của cuộc đời quý vị là nó vô thường hay là nó thường? Nó vô thường. Hãy có sanh thì có diệt. Có đến thì ắt có đi. Có sướng thì ắt có khổ. Có hợp thì ắt có ly. Có buồn thì ắt có vui. Có nhân thì ắt có quả. Đức Phật ngài giới thiệu các pháp xuất thế gian ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Ai biết tùy thuận pháp, luôn thông thả nhẹ, tâm thức luôn được an, không gì lai động được. Quý vị cho một tràng vỗ tay. Thật sự chúng ta đến với cuộc đời này rồi chúng ta đi khỏi cuộc đời này là chúng ta đang đi theo cái vận hành của các pháp, theo quy luật
nhân quả liên quan tương sinh. Từ đâu mà giới thiệu chúng ta vào đời? Thưa với quý vị, đó là nhân quả nghiệp báo. Rồi chúng ta sẽ đi về đâu trong cái kiếp luân hồi này, cái hành trình sanh tử này? Cũng là đi theo nghiệp lực của mình trên cái quy trình liên quan tương sinh nhân quả nghiệp báo. Vì vậy mới có câu rằng là dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết đời trước mình gieo nhân gì thì hãy xem cái quả đời này chúng ta gặt. Đời này chúng ta gặt quả vui hay buồn, hay là vừa vui vừa buồn, thì chúng ta thừa biết rằng đời trước chúng ta gieo nhân lành cũng có, mà nhân ác cũng có. Nhân tốt cũng có mà nhân xấu cũng có. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời sau mình thọ nhận quả gì, tốt hay xấu, vui hay buồn, thì sao nè? Hãy xem cái nhân chúng ta tạo trong đời này. Như vậy, ở đây chúng tôi muốn cho quý vị hiểu một điều. Chúng ta hiểu một điều là chúng ta gieo nhân gì thì gặt quả đó. Và tại sao chúng ta hiểu được như vậy mà suốt ngày chúng ta toàn là mơ cái gì? Quả lành không? Suốt ngày chúng ta chỉ mơ những cái quả tốt đến với mình không? Mà trong khi đó cái nhân lành này chúng ta không quan tâm. Ngày hôm nay chúng tôi muốn quý vị sống một kiếp người là hãy nghĩ và mơ những cái nhân lành. Vì có nhân lành thì mới có quả, quả lành, đúng rồi. Không có nhân lành thì làm sao cho ra quả lành? Mà mình tối ngày mình cứ mơ cái nhân, tối ngày mình chỉ mơ cái quả lành. Mình được hưởng cái quả lành mà trong khi đó không mong cho mình có cái nhân lành để mà gieo. Thì ngày hôm nay chúng tôi nói điều này để cho quý vị thấu hiểu, và từ đây về sau mình chỉ mong cái nhân lành, mong làm sao mình có được cái nhân để làm lành, cái điều kiện để làm lành, hơn là ngồi ở đó mong cái quả lành. Vì mình mong mình có cái nhân lành thì mình mới tạo được cái nhân tốt. Mà khi mình tạo được cái nhân tốt rồi thì chắc chắn sẽ có cái quả. Quả gì? Quả tốt. Cuộc đời này chúng tôi hay khuyên rằng nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Hay quá, đó cái tựa đề hôm nay là vậy. Giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần, có thể xa, duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Sáng ra môi nở nụ cười, tiễn đưa phiền muộn, đón mời an nhiên. Đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt
nguyệt ngời bên sông. Đạo Phật chỉ có một con đường duy nhất, Ekayano Maggo. Đây là con đường duy nhất đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Cho nên mới nói là đạo ta chỉ một con đường. Tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. Mình phải cố gắng tự thanh tịnh lấy bản thân mình để mà mình yêu thương cuộc đời này. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Cái kiếp người này á, mình cho nó 100 năm, nhưng mà chúng tôi dùng cái từ là trăm năm vằn vặt. Nó dày vò mình dữ lắm. Kiếp nhân sinh này nó dày vò mình dữ lắm, khổ đau dữ lắm. Nhưng mà trăm năm vằn vặt, từ cái chữ vằn vặt, sự đau khổ này, để mình ngộ được cái gì? Cái lẽ vô thường, là nguyệt ngời bên sông. Khi mình thấy được rồi thì giống như ánh trăng sáng, trí tuệ mà giống như ánh trăng sáng, nó bên sông cửa sổ. Quý vị biết, ngắm trăng mà qua cái bên sông cửa nó sáng dữ lắm, giống như tượng trưng là mình đã ngộ được chân lý. Thì nguyệt ngời bên sông ở đây tức là ánh trăng nó sáng, cái trí tuệ của mình nó sáng, giống như ánh trăng qua cửa sổ. Chúng tôi mong rằng quý vị ngộ được lẽ vô thường thì mới đến đi nhẹ nhàng được. Người ơi, một lẽ vô thường nếu mà thấu hiểu, con đường mình đi sẽ là dứt tham sân si, sẽ là giác ngộ điều gì hữu duyên. An lạc là chốn hiển nhiên, giữ lòng tu niệm tùy duyên tìm về. Nam mô một cội Bồ Đề, chúc cho Phật tử khéo bề an vui. Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này ti có chẳng bền lâu. Mai lo danh lợi chiều dẫm nhắm mắt, khá mau tu Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tìm giải thoát, sống tu kẻo chết biết về đâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện được giải thoát khỏi đọa sầu. Cuộc đời này có hợp có tan, định luật tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, lo lắng làm chi chuyện thế gian. Biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Vì bản chất của thế gian là sao nè? Cuộc đời này là gì? Là vô thường. Và những thứ mà chúng ta mong cầu hằng ngày, tìm kiếm hằng ngày á, đều là những thứ mà gây chúng ta đau khổ không? Thí dụ, tiền tài là lao ngục, sắc dục là gươm đào, danh cao là hố thẳm, thực ẩm là bùa mê, ngũ nghề là thuốc lú, bùa chú là không nên. Vì vậy xét cho cùng á, suốt cuộc đời của mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, bất mãn và nô lệ cho tham ái. Cái lòng tham của con người mình á, nó vô tận. Ước muốn lòng người là vô tận, nên lượng sức mình sống đủ để an vui. Hạnh phúc không phải bạn có nhiều thứ đâu,
Mà hạnh phúc ở đây là sao nè? Hạnh phúc ở đây là cái tâm của bạn đòi hỏi ít. Cái người hỏi ít, ham muốn ít thì người đó có hạnh phúc. Cái người mà đòi hỏi ham muốn nhiều thì chúng tôi xin chia buồn, không bao giờ có hạnh phúc. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Tại sao mình vào đây? Đâu quý vị? Tại vì mình còn gì? Ham ăn, ham ngủ, ham tiền là mình phải vào đây. Rồi là suốt ngày cứ ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Nếu như năm ham dứt bỏ cho mau, ai mà dứt bỏ được năm cái ham này, chúng tôi xin chúc mừng quý vị là sao? Thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Cho nên bây giờ mình phải vào đây. Hãy nghe lời khuyên của Thầy, của Chư Tôn Đức trong ban tổ chức, vào đây để mà dâng kinh thính pháp, để mà tu học sửa mình, để giảm bớt năm cái ham này, để mà tập thấy được cái bản chất thật của thế gian trong cuộc đời này, để mà chúng ta đến đi nhẹ, nhẹ nhàng. Đó, chúng tôi nói rồi, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Đó. Đến với cuộc đời này và rời khỏi cuộc đời này, phải làm sao cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Nhớ là giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Nếu cái tâm mình không bình thản, sóng gió dữ lắm. Có thể gần, có thể xa, duyên trong cõi tạm, tựa lại. Thật sự tất cả những cái duyên trong cõi tạm này, chúng ta xem nó như là gió mây vậy đó. Người thương, người ghét, người giận, người khen, người chê, vân vân và vân vân. Cái duyên trong cõi tạm này nó như là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa học hạnh đạo vàng Như Lai. Mình vào chùa này không phải thầy an cho mình, trời Phật an cho mình. Mà sao nè, mình phải tự an cho mình. Tu là chấp nhận sự tình. Cái người tu là phải chấp nhận mọi cái vấn đề, mọi cái sự tình. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may không đắc chí cười, gặp rủi không động lòng người trách than. Bị chê chẳng có than gian, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào, đều là nhân quả giữ vào trả dài. Giữ tâm tự tại hôm nay, tu hành an lạc ngày mai thoát sầu. Cái tâm mình nó dao động dữ lắm. Buồn, vui, sướng, khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu, mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thì ta tự đổi thay. Quý vị nhớ nha, tự mà đổi thay. Giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng.
Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Mặc ai tranh chấp bạc tiền, con đây buông xả buồn phiền lo tu. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Mặc ai sân giận đục trong, con đây an lạc vui trong pháp màu. Quý vị nhớ mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự xây hải đảo cho chính mình. Đến chùa nên biết tự an mà, tự lo cho mình. Đức Phật đã dạy rồi, các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Quý vị hiểu đạo sư là gì không? Thầy chỉ đường. À, cảm ơn bác. Đạo là con đường, sư là thầy. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự nương tựa vào chính mình, chứ đừng nương tựa vào ai khác. Hãy nương tựa vào cái tâm lực, thân lực, trí lực, niệm lực, định lực, những cái sức mạnh của mình để mà đi. Chứ cầu mong người khác đi giùm thì điều này không có. Cuộc đời lúc thấp lúc cao, đâu ai cứ mãi như sao trên trời. Sống trong bể khổ cuộc đời, vần xoay thời thế chớ lời oán than. Lỡ rơi vào cảnh gian nan, gắn tâm cười mỉm để an thân mình. Bản chất của chúng sanh, con người chúng ta thì mâu thuẫn dữ lắm. Chúng tôi hay nói con người thật mâu thuẫn. Trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền. Chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Thưa với quý vị, mình nói mình sống, nhưng mà theo cái lời dạy vừa rồi là chúng ta chưa sống bao giờ. Vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy, người nào có chánh niệm tỉnh thức thì người đó là người đang sống. Chánh niệm tỉnh thức là sao? Tức là ghi nhớ biết mình, làm chủ được thân tâm, không có bị dao động bởi tám ngọn gió đời. Ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn là sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn là sống cảnh an nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Thì cái người như vậy mới gọi là người tỉnh, tỉnh thức. Còn mình không có. Lúc mà được thời thế thì thôi, hả hê chè chén no say, vui cười thích thú lẽ nào. Khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không, sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Mà đến chừng lúc hoạn nạn thì sao? Trời ơi, khi vui thì vui ngất, mà khi buồn thì buồn hiu đó. Người con Phật không phải vậy. Mình xưng mình là gì nè? Phật tử. Đối với vị Phật tử là sao? Con của Phật. Trời hay quá, cảm ơn bác. Phật tử là con Phật. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ xài tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa,
ý không tham ác gian tà, chuyển xoay ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Bây giờ mới vỗ tay. Hiểu cái câu mà cho dù tám gió thổi vào không? Xin bác kể cho sư nghe tám gió ngọn gió đời coi. Nhớ không? Ây trời, đất nước gió lửa. Không phải. Đất nước gió lửa là tứ đại. Còn cái này tám ngọn gió đời. Quên rồi. Cho nên tại sao mà phải nghe pháp hoài là như vậy đó. Đây là lý do chính. Tại sao mà phải đến chùa phải nghe pháp hoài. Nghe pháp là một cái hạnh lành. Nghe pháp có năm cái lợi ích. Lợi thứ nhất là gì? Nghe được các pháp chưa từng nghe đó. Lợi thứ hai là gì? Thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Lợi thứ ba là gì? Khi nghe pháp tâm được an lạc. Lợi thứ tư là gì? Là đoạn trừ được hoài nghi hay là nghi hoặc. Lợi thứ năm là gì? Là thay đổi được chánh tri kiến. Tức là trước đây những cái điều đó mình hiểu sai. Bây giờ nhờ nghe pháp thì sao nè? Hiểu đúng lại đó. Trước đây có nhiều điều mình thắc mắc, không hiểu. Nhờ nghe pháp mình đọt trừ được cái hoài nghi đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn quý vị thấm được cái lễ thứ hai của sự nghe pháp là gì? Thấm nhuần các pháp đã nghe. Nghe đi nghe lại. Nghe pháp là một cái hạnh lành. Nghe càng nhiều thì phước càng nhiều. Nghe ít thì phước ít, mà không có nghe thì không có phước. 10 cái hạnh lành mà Đức Phật Ngài dạy người tại gia, người tu Phật phải trao dồi dung đắp. Đó là gì? Bố thí trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp. Đó. Những cái điều này mình phải làm hoài. Ai ơi hãy gắng làm lành. Kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Đó hay quá. Đúng không? Chúng ta phải tích cực làm điều lành. Nếu người làm việc thiện nên tích cực làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, vì chứa thiện hay là tích thiện được an lạc. Trong mọi sự chất, quý vị nghe cho kỹ, trong mọi sự chất chứa, chỉ có chất chứa thiện pháp phước đức thì mới an lạc. Có một cái sự kiện lúc Đức Phật đang thuyết pháp, vào canh khuya thì có một vị chư thiên xuống tại chùa Kỳ Viên tỉnh xá nơi Đức Phật cư ngụ. Vị chư thiên thì nói lên một cái bài kệ, mà chúng tôi cái bài kệ này giống như là một cái bài kệ thức tỉnh, giúp cho cái người tu chúng ta nghe để mà thức tỉnh. Cái vị chư thiên này nói như sau: thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Quý vị thấy thời gian nó cứ lặng lẽ nó trôi, dù mình muốn không muốn gì nó cũng tiếp tục trôi, nó không dừng. Đêm ngày luôn di động vậy đó. Hết ngày rồi lại đêm, rồi hết đêm rồi lại ngày.
Rồi cái tuổi tác, buổi thanh xuân là cái tuổi trẻ của mình đó, tuổi thọ của mình đó, nó tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, tức là ai mà xem xét về cái thời gian này, thời gian trôi này đó, thì sợ hãi tử vong này, tức là có những cái sợ mình đáng sợ thì mình nên sợ, có những cái sợ mình không đáng sợ mà tối ngày mình cứ sợ. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Sợ hãi tử vong này, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, tức là mình sợ hãi cái việc sanh tử, cái sự sanh diệt, cái pháp vô thường, mình thấy rõ được nó thì mình mới lo cái chuyện hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Như vậy thì trong mọi sự chất chứa, nhớ nghe, chất chứa thiện pháp càng nhiều thì càng tốt. Trong mọi sự chất chứa đều đưa đến sự khổ đau, cho dù đó là tài sản, vàng dòng châu báu, đất đai ruộng vườn, nhà cửa, tiền bạc, vân vân là vân vân. Trong mọi sự chất chứa đó đều dẫn đến khổ đau. Chỉ có chất chứa các công đức á, thì mới mang đến sự an lạc. Để thay đổi không khí, chúng tôi xin tặng quý vị một bài hát: Xin con giữ trọn đạo màu. Con nay quay về nương tựa thầy để tu, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời quá ưu phiền tâm con thường luôn vấn vương, thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi, nương pháp an vui. Con tri ơn thầy bao lời thầy dạy khuyên, thực hành siêng năng con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi gió xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham, còn quá si mê. Vui thay, vui thay, đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ tròn năm điều, dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tù thôi. Ôi quá mừng vui, đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tù thôi. Ôi quá mừng vui.
Như vậy thì đến đi thanh thản. Hôm nay chúng tôi có một cái tựa đề đến đi thanh thản. Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng lo âu làm gì, khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang, hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, yên vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lay. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thế gian cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu. Cuộc đời nào có bền lâu, vô thường không hẹn biết đâu mà lường. Thăng trầm vinh nhục phong sương, giữ lòng bình thản đừng dương khổ sầu. Ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên. Cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sờ biết đủ không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Đừng nên lưu luyến say sưa, xả ly đừng chấp đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên hòa hợp sanh ra, hết duyên tan rã có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong. Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân. Vỗ tay đi. Giàu nghèo là nghiệp mỗi người, ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Thật sự kiếp người này theo quý vị thì nó dài hay nó ngắn? Ngắn không? Ngắn. À, có người nói nó không dài mà không ngắn, chắc nó vừa vừa. Có người nói ngắn, có người nói không dài, không ngắn. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Thật sự kính thưa quý vị, cái vô thường, cái sự chết đối với một kiếp nhân sinh thì chúng ta thấy nó ghê gớm lắm. Mà chúng tôi hay thường nói một câu rằng là gì? Cái chết thật sự nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Cái chết này chúng ta chết bao nhiêu kiếp rồi theo quý vị? Vô số kiếp rồi, vô lượng kiếp. Gì đâu mà đáng sợ, phải không nè? Đã chết vô lượng kiếp rồi, có gì đâu mà đáng sợ. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ chúng ta lại sợ chết ghê lắm. Nếu cuộc sống này là một giấc mơ, thì cái chết chính là lúc chúng ta thức dậy. Hiểu không quý vị? Nếu cuộc sống này là một giấc mơ, mình nói cuộc sống là một giấc mơ,
thì cái chết chính là lúc chúng ta mới thức dậy thôi. Ai sinh ra cũng một lần phải chết. Chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh xanh mãi ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời trắng cả hai bàn tay. Khi sống tham nhặt cho đầy, phải mang lấy nghiệp trả dài nợ đời. Kiếp luân hồi có sinh có diệt, đời vô thường giả tạm hư không. Ngũ quẩn sắc bất dĩ không, an nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. Sống kiếp người trở nên gây nghiệp, để tái sanh tạo kiếp luân hồi. Ta bà là cõi tạm thôi, phước tu an lạc, cõi trời an vui. Người ơi, một lẽ vô thường, nếu mà thấu hiểu con đường mình đi, sẽ là dứt tham sân si, sẽ là giác ngộ điều gì hữu duyên. Ở đây chúng tôi muốn cho quý vị biết, nhân sinh là kiếp vô thường, mà vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Chính cái vô thường đó nó đoạn trường cái kiếp sống của mình. Cho nên hiểu được điều này rồi thì sao nè? Ai trả lời coi? Một chữ một hả? Ráng tu hành. Đó, hay quá. Cho nên cuộc đời này là vô thường, biết đâu mà lường. Thôi thì cứ sống bình thường, bằng tất cả sự yêu thương. Đó. Như vậy thì thôi, mình cứ bình thường đi. Đi đâu giữa chốn vô thường nè? Về đâu, ai biết về đâu bây giờ? Thôi thì ta cũng vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Hay lắm à, cái này hay lắm. Tôi dùng cái từ là chạy trời không thoát khỏi nắng. Bây giờ chạy đâu? Thôi thì thôi văn nắng cho nó khỏe luôn. Chứ bây giờ chạy đâu cũng khỏi nắng à. Kính thưa quý vị, cuộc đời ni ngắn lắm. Cuộc đời nó ngắn lắm. Mới sáng giờ chuẩn bị trưa rồi, sắp sửa hết ngày nữa rồi. Theo quý vị thì một năm có bao nhiêu ngày? Nhiều. 10 năm nhiều. Mình sống được 10 năm nữa không? Không biết hả? Cho mình sống 10 năm nữa thì mới có là 3.600 ngày. Mà một ngày theo quý vị nó nhanh không? Mới sáng đó rồi tối đó, nhanh dữ lắm. Quý vị niệm cho chúng tôi câu này để thấy được một ngày nó nhanh dữ lắm. Đọc theo, nhắm mắt mở mắt, hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt, hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Hơn thua đi, bon chen giành giật đi. Thấy ớn không? Đọc lại, nhắm mắt mở mắt, hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt, hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Đời mình
lâu thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thương. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Bon chen giành giật mà chi, có đem theo được của gì thế gian, còn chăng một nắm xương tàn, hồn siêu phách tán mơ màng về đâu. Đừng làm ảnh hưởng kiếp sau, ta nên chuyển ác về ngay nghiệp lành. Lòng luôn hướng Phật tâm thành, giữ thân khẩu ý mãi sanh hiền từ. Mai này cõi tạm lìa xa, hồn rời khỏi chốn ta bà an nhiên. Giảng sanh cực lạc Tây Thiên, ta về với Phật con đường an vui. Thật sự là như vậy quý vị. Xét lại mình thấy cái kiếp người này mình đáng thương nhiều hơn đáng trách. Thì chúng sanh thì mê muội đắm nhiễm, cho nên xót thương cho một kiếp người, bon chen giành giật khóc cười chán chê. Khi vui thì chè chén hả hê, khi buồn thì quán trách mọi bề nhân gian. Quá đẹp rồi cũng sẽ tàn, quyền cao chức trọng như làn khói sương. Dạng sự hư ảo vô thường, giàu sang phú quý có đường tiêu hao. Danh nhân triệu phú anh hào, đến khi nhắm mắt lệ trào đớn đau. Giàu nghèo chẳng khác gì nhau, trở về cát bụi một màu hư không. Nếu ta biết cách gieo trồng, phước đức tăng trưởng sẽ không phai mờ, khi thiền bát nhã cập bờ, niết bàn an lạc đón chờ chúng ta. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ được chư tông đức trong ban tổ chức mời chúng tôi về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Bài giảng hôm nay chúng tôi giảng có tựa đề gì nè? Trời ơi, có một câu mà nhắc đi nhắc lại trật lất hết trơn. Đến đi thanh thản, hiểu chưa? Hãy tha thứ thì thư thái, hãy thông thả thì thanh thản, thảnh thơi mới thánh thiện, đúng không? Rồi cuối cùng mới thăng thiên được chứ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhớ được cái tựa đề cũng hay lắm rồi. Thôi thì bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời cho phép Ma Chánh Định được nói lời tri ân đến thầy Tâm Đức trong ban tổ chức khóa tu của quý vị ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã góp phần cho chánh định được
hoàn thành một cái bài giảng mà không gì tuyệt vời hơn. Hôm nay quý vị cho chánh định một khoảng không gian thời gian vô cùng quý báu để chánh định hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.